Sao hôm nay có nhiều các bạn nhỏ vậy ta? Các bạn ơi, các bạn cho chú hỏi, các bạn đang đi đâu vậy? Bạn nào biết? Bạn nào? À, các bạn đi đâu? À, các bạn đi xem lễ hội trung thu. Vậy, à, chú đốn, bạn biết chú là ai? Bạn nào biết không? Chú gì? Bạn lớn lên à, chú gì? À, chú cùi. Mà thường thường á, thì chú cùi đi với ai? Các bạn nào biết không? Chú cùi đi với ai? Cụi thường đi chơi với chị Hằng, mà bây giờ hả, chú cụi không thấy chị Hằng đâu hết. À, các bạn cùng với chú cụi gọi tên chị Hằng thật là to để chị Hằng biết chị Hằng xuống đây chơi với chúng mình được không? À, bây giờ chú cụi cùng hô với chú cụi nha. Chị Hằng Nga ơi, chị Hằng Nga ơi, chị Hằng Cụi rồi mai luôn, không thấy chị Hằng Nga đâu hết trơn. Tìm nãy giờ mệt ơi là mệt luôn á. Vậy đó hả? Ủa nhưng mà cụi ơi, ở đây là đâu mà nhiều bằng nhỏ quá vậy? À, đây là trường mầm non chính á, các bé đang tham gia lễ hội trung thu đó chị. À, thất kệ. Ô, chị Hằng Nga lâu lắm rồi á, chưa có xuống đây chơi với các bạn nhỏ. Nhưng mà như là chị Hằng Nga nhớ là chú biết ăn nữa. Cụi có nhớ là mình thiếu bạn nào nữa không? Cụi không nhớ nữa. Để cụi hỏi xem các bạn nhỏ có biết không nghe chị Hằng. À, đó là một cái kiếp rất là hay nè. Có khi mình có các bạn nhỏ này biết là nó ở đâu đó. Các bạn nhỏ ơi, à, ngoài chú cụi nè, chị Hằng Nga nè, các bạn còn thiếu, thấy thiếu ai nữa không? Chơi là mình phải xin phép ba mẹ là người lớn
được tự ý đi, nếu không mình sẽ bị lạc ý ở khóa học đó. Thôi con có biết không? Giỏi quá. À, vậy thì á này, chú cô ấy là Thảo Ngọc nè, có một món quà gửi đến cho các bạn cùng đón xem món quà đó là gì nha.